19 chín phẩm công đức sâu xa bây giờ thiện hiện bạch Phật đại Bồ Tát phát khởi tâm trước có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hai tâm sau phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu tâm trước phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì khi tâm trước phát khởi tâm sau chưa phát khởi sẽ không có nghĩa hòa hợp nếu tâm sau phát khởi có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì khi tâm sau phát khởi, tâm trước đã diệt nên không có nghĩa hòa hợp. Như vậy tâm và tâm sở pháp trước sau tiến thối suy vi không có nghĩa hòa hợp. Như vậy làm sao có thể tích tụ căn lành được? Nếu các căn lành không thể tích tụ thì làm sao Bồ Tát viên mãn căn lành có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề? Phật dạy. này thiện hiện ý ông nghĩ sao?